Sống ở đời, thân an không bằng tâm an, nhà rộng không bằng lòng rộng. Con người sống an lạc thực sự không phải vì có nhiều tiền tài của cải, mà nhờ có ít ham muốn, không bị dục vọng trói buộc và điều khiển. Làm người, nhân phẩm quan trọng nhất, sau mới xét đến tài năng. Làm việc, thông suốt lý lẽ rồi mới cần sự siêng năng, nhiệt tình. Điều thú vị nhất ở một người là tâm thái tích cực và tinh thần tươi mới. Quá dù đẹp cũng sẽ tàn, người có nhan sắc rồi cũng già đi, những phù phiếm bên ngoài sẽ tan nhanh theo mây khói. Người có tâm thái tích cực khi đối diện với mọi được mất đều không quá dư buồn, đánh đi luôn tùy duyên, không có niềm mong cầu sẽ không bị dạng vật sai khiển, trong dân tự tại mới hiện tướng tao nhã nhẹ nhàng. Khi sinh giận lớn thì phúc đức sẽ rời đi. Người có bản lĩnh sẽ luôn làm chủ được cảm xúc, không bao giờ dùng miệng lưỡi làm tổn thương người khác. Sông sâu ắt tĩnh lặng, người cao quý thì ăn nói và hành động đều từ tốn. Người thật sự có phẩm chất sẽ luôn tự nhiên, không cần làm quá để gây sự chú ý. Người có thực tập tu dưỡng sẽ luôn an tĩnh, không bao giờ phải hốt hoảng phân bua hai canh giành lú sai, trên dưới. Nơi một người nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn. Mất luận bạn đang trong giai đoạn nào của đời, người cũng nên bỏ bớt những cố chấp nhỏ nhen, học lấy cách làm mới chính mình, khiến bản thân không ngừng tiến bộ. Trên đời có rất nhiều chuyện nghĩ mãi không thông, không thể phân biệt rạch ròi trắng đen tốt xấu. Nếu qua một thời gian sẽ sáng ra nhiều vấn đề và thấy không còn quan trọng nữa. Cho nên dù làm gì, hãy nhớ chăm sóc và biết cách bỏ qua cho chính mình, để đầu óc nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần tích cực, gieo nhân duyên thanh tịnh. Đủ yên an rồi, bạn sẽ thấy không cần ngưỡng mộ hay tỏ thái độ với bất kỳ ai, trở về với chính mình.